Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng trở thành tiêu điểm chú ý khi hé lộ việc được MC Nguyên Khang tiết lộ trước kết quả Confetti Việt Nam. MC Nguyên Khang mới lên tiếng đính chính và khẳng định không hề nhắn tin qua lại với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Tác giả Nhật ký của mẹ cũng lên tiếng xin lỗi vì trò đùa quá lố của mình. Tưởng chừng vụ việc đã dần được khép lại sau lời xin lỗi của Nguyễn Văn Chung. Mới đây, vợ của nam nhạc sĩ đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi lên tiếng chỉ trích đòi tẩy chay Confetti. Theo cô, nguyên nhân bắt nguồn từ việc MC Nguyên Khang và ban tổ chức Chuyện Bé Xé Ra To mượn vụ việc của chồng mình để PR cho chương trình. Ngay lập tức, chia sẻ này của vợ Nguyễn Văn Chung lại tiếp tục gây bão mạng xã hội và nhận nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng.